chúc toàn thể anh em mình thật nhiều sức khỏe. Thái Audio giới thiệu tới anh em đôi loa đến từ Đức, thuộc dòng loa Boxeal nhỏ gọn nhưng mà chất âm rất là hay. Giá thì cực kỳ yêu, chỉ có 5 triệu ở bên Thái Audio thôi ha. Đây, thương hiệu Vũ Linh của Đức ha. Bát 20, gân cao su rất là xịn sò. Một mít một chép, công suất tối đa là 100W. Công suất hoạt động ổn định ở mức 75W. Mô đen của nó là Box 8000. Mặt trước màu đen. Trừ cái mặt ra thì tổng thể còn lại là màu gỗ, mà cái màu gỗ rất là đẹp và rất là sáng sủa luôn. Để mình xoay cho anh em xem. Nè. Đẹp không? Quá yêu luôn. Cái vân gỗ nó nổi nó đẹp thật sự. Đây là mặt sau. Đó. Cực kỳ yêu ha. Mặt trên. Thùng vách đôi loa này đẹp lắm. Mặt trước là màu đen, còn tất cả mọi mặt đều là màu này ha. Tấm lưới của nó màu đen, tấm lưới bằng vải cũng còn rất là đẹp. Đây anh em này. Khung nhựa lưới vải. Ok, đôi loa này hiện tại có giá ở bên Thái Audio là 5 triệu. Bây giờ mình sẽ phối ghép âm ly để test nhạc cho anh em thưởng thức ha. Xin mời. Rồi, mình đã phối ghép xong âm ly. Bây giờ mến mời mọi người thưởng thức chất âm với lại chiếc âm ly Onkyo A755 gạch 70 với ca sĩ Chế Linh, bài hát Chủ Nhật Buồn. Xin mời mọi người. Thì cứ liên hệ với Thái Audio ha. Một lần nữa chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.